Rồi, hello các bạn, hôm nay là kênh Enjoy Tab, lại của mình tiếp tục làm một cái game là Fire Emblem Zombie 2 nghe. Đó, phiên bản quê 8.1.1 nha các bạn. Ok, và mình sẽ test một cái con Fire Emblem mới gọi là Khát Thuật. Đó, cái con này là con Fire Emblem Khát Thuật nha. Nó là bắn một viên đạn gọi là xuyên mục tiêu nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó bắn viên đạn là xuyên qua 3 mục tiêu. Ok, liệu là cái con Khát Thuật này có vượt qua nổi 4 vòng không nha các bạn. Đó, các bạn thấy không. Ok, tiếp tục bắn nha. Ok, nó xuyên qua là tổng cộng là mình thì mình đoán là 3 mục tiêu nha, mục tiêu thứ tư là không xuyên qua được nha. Đó, tiếp tục bắn rất là xuyên nha, các bạn thấy bắn xuyên mục tiêu. Mình thấy con này nó bắn nó cũng là khá ok đấy, mới vô là vòng 1 là khá ok. Đó, vòng 1 nè, day 1. Ok, thì có bắn được hai con mấy con blend, mấy con zombie mũ đỏ này không nghe, mũ cam này không nghe các bạn. Ok, tiếp tục, let's go, come on. Rồi các bạn, rồi mình thấy rồi. Đó, mình thấy cái con cái mình đã biết được cái chức năng của con Khát Thuật này nha. Nó là kẻ xung vọng nằm dưới đất chui lên. Khi mà con zombie này tới tấn công nó là nó sẽ núp xuống và nó sẽ né được cái con zombie kia. Đó, là mình là cái con này không bao giờ nó nằm ở giữa ngoài sau được nha. Nó nằm là một là cái khu chính giữa hoặc ở đầu gì nha các bạn. Ok, và vòng 1 là em ấy đã vượt qua được là vòng day 1 nha các bạn. Đó, nhất là gọi là kỳ tích nha. Xíu một chút nữa là chiếc xe ủi một khác và coi như là mình không biết là dòng nó có thất bại là không nha các bạn. Đó, nhưng mà may là con zombie này là nó đã tới, nó đã bị chết nha các bạn. Ok, và mình bây giờ mình tiếp tục là phép. Đó, sử dụng là vòng 2 day 5 nha các bạn, sử dụng khá thuộc. Con này coi cái blend khá thuộc nha. Nó bắn là xuyên zombie, xuyên bi luôn các bạn. Đó, lên được các bạn sẽ coi vài sao. 4 vòng nó sẽ có thể nó vượt qua không các bạn. Ok, đó các bạn thấy không, mấy cái bi trắng kia mà nó bắn xuyên luôn. Đó, nhưng mà nó xuyên qua ba gọi là ba em các bạn, xuyên qua được là ba vật cản. Ví dụ nó đụng cái bi, nó đụng zombie, hai con zombie là ok, mà nó dùng con thứ tư là không được. Đó, sức công phá rất là nhanh nha. Điều có vượt qua nổi cái con mà mũ đội cái xô trên đầu nghe. Ok, rồi khả năng là chắc chắn là không nha các bạn. Rồi các bạn thấy nó núp xuống không? Đó, nó núp xuống đó là cái coi như là thất bại nha các bạn. Đó, mình cái con này là gọi là nó là sợ chết nha. Nó núp xuống để cho cái chiếc xe cái ủi qua nghe. Đó là mình biết được chức năng của con này nha. Để các bạn sau này các bạn sắp xếp được vị trí của cái con Khát Thuật này là nó nằm trong hợp lý nha. Nó là nó nằm là không phải sau không được rồi. Nó mới nằm là khúc một là nó nằm ở trên một cái con bảo vệ nó. Ví dụ nằm một cái con sát thủ là gần là sau nó khi tiếp tục tới nó khi mà nó núp xuống cái sát thủ giết. Đó là mục đích gì vậy. Nên các bạn là xem mà các bạn nha. Mình làm một video không phải là mình ở không mà mình test từng con đi vào một. Mình test cái này để cho các bạn xem là cái con Khát Thuật hay là cái bất cứ cái con blend nào chức năng nó như thế nào để các bạn biết kết hợp. Chứ nhiều khi các bạn vô coi mấy kênh khác nó làm nó cứ gì các bạn không biết được tại sao nó đặt sao. Đó, hay là đặt cái cảm hứng. Ok nha. Đó, vừa giờ mình đã test một cái con Homing Distro nha các bạn. Cái con đó là gọi là siêu blend nha. Đó gọi là best blend Homing Distro nha các bạn. Nó có number 1. Và qua mình sẽ test con này. Con này khả năng nó là bắn xuyên nhiều mục tiêu nha. Nhưng mà khúc cuối á, đó chẳng hạn nên nó bắn rất là yếu, xuyên mục tiêu nhưng mà có một mình nó bắn thôi, không bắn được tự do. Nó không hạ được mục tiêu mạnh gần nó. Buộc nó phải núp xuống. Đó. Các bạn thấy không? Nó núp xuống một cái. Khi mà núp xuống một cái là để cho chiếc xe hay là cái con sát thủ hay sao, nếu mà bạn đặt cái con mà sau kia là ok luôn. Rồi, thế là cái con Khát Thuật này là mình biết nó là nói chung là 50-50, không thắng không thua nghe. Đó, nó là thuộc dạng là vừa tấn công vừa thủ nghe, là nó nằm dàn chính giữa, xét thủ phải nằm sau cái con này. Đó, ok, xong rồi mình sẽ test luôn một cái dàn đi theo nó để yểm trợ cho nhau. Đó, để cho hợp lý nghe các bạn. Ok nghe, tiếp tục nghe, let's go. Nghĩa nó vượt qua khỏi cái phòng đây này không các bạn. Ok, và đã dính một cái bơm mà nổ.
có một cái con mình chơi thét mà mình biết được cái con zombie nào mà mạnh nha. Các bạn để ý nè, có một cái con gọi là cái con zombie mà trên đầu nó đội cái xô, con đó chắc là trâu nha, và một cái con zombie là cầm cây lưỡi này nè, đó hai con. Nói chung là cầm cái xô là bắn, là cái mũ đỏ là bắn là lâu nhất đó các bạn thấy không. Con cá thuật này là nó bắn là mấy con yếu yếu á, thì nó bắn xuyên mục tiêu nó hạ nhanh lắm đó. Nói chung là con này nói chung là 50-50 nghe, không yếu cũng không mạnh, nó thuộc dạng là chủ lực là vừa đó. Chúng nó chỉ kệ kỵ một cái con gọi là có cái xô thiết trên đầu thôi nghe, nó bắn là gọi là ok nhất. Còn cái con mà không có xô thiết này là nó bắn xuyên mục tiêu là chết nhanh lắm các bạn. Các bạn quen bi mà nó bắn yếu, nhưng mà nó tuy nó yếu mà nó bắn xuyên mục tiêu, nó bắn nhiều lần. Nó bắn như là đạn, gọi là đạn xuyên xuyên tường nha các bạn. Ok, chắc chắn nó sẽ vượt qua một màn đây này các bạn. Đó, ok nha, chắc chắn thì được, anh ta đã vượt qua được màn đây này. Rồi, nói chung là hai dòng kia không không thua nghe, nhưng mà cũng không thắng. Đó, nhờ sự trợ giúp của chiếc xe. Còn màn này là tuyệt đối 100% nghe, là win. Đó, nếu mà tiếp tục gọi là qua được cái vòng đây chính này, đó là mình biết cái con này là nó sẽ thua một cái con zombie đội cái mũ. Liệu nó vượt qua nổi cái dòng này không nghe các bạn? Liệu được vượt qua nổi cái dòng đây chính hay không? Đây đây nay này không nghe ai? Đó, mình sẽ test từng con để mình biết được cái nguyên lý của con này nó bắn sao sao nha các bạn. Ok, đó các bạn thấy nó bắn không? Xuyên luôn, xuyên bi. Ba mục tiêu nghe. Đó, nó trúng 3 lần. 1, 2, 3. Và không xuyên được. Không xuyên được qua cái thứ tư. Con này cũng có cái lợi các bạn nghe. Nếu mà nó nâng cấp lên nó bắn là cũng mạnh lắm á. Là nó bắn một giây là 3 mục tiêu lận. Nâng cấp lên là rất là mạnh nha. Để sau này mình sẽ nâng cấp vào Mastery lên. Trước mắt là mình sẽ test từng con thôi, còn sau này nâng cấp lên mình sẽ chơi. Ok nghe, rất là khủng khiếp nha các bạn. Đó, liệu có vượt qua nổi mấy cái bi trắng kia không? Liệu có vượt qua nổi cái con có cái mũ không nha? Đó, cái mũ đỏ đỏ nha các bạn. Nhưng mà con này nó được một cái là nó bắn xuyên mục tiêu nha. Ok, tiếp tục let's go nha. Đó, thì có vượt qua nổi không? Rồi, còn có cái xô nha bạn, rồi tiêu. Mình thấy cái con có xô trắng nha. Hàng ở trên xuống hàng thứ hai nha. Nó chỉ thua duy nhất là một cái con có xô đó thôi. Các bạn thấy không? Con có xô bắn đầu tiên mà không chết, không chết mà con đứng ở sau nó chết nè. Đó, anh thấy không? Rồi, coi như con này nó sẽ kỵ một cái con có cái xô nghe, mà nó sẽ núp xuống. Sau đó chiếc xe sẽ ủi ra nghe các bạn. Rồi, ok. Đó là mình biết là cái chức năng của con khá thuật này nghe. Nó mà nhắm gần chết nó sẽ núp xuống đất. Và sau đó khi mà kẻ thù đi qua nó sẽ mọc lên. Ok, thế là mình đã test xong cái con khá thuật này nghe. Goodbye các bạn. Ngày mai mình sẽ test một cái con lên mới nghe. Ok. Goodbye các bạn.